Ok. Được rồi. Nội thất Hữu Huân xin chào quý khách. Hôm nay một nội thất Hữu Huân bàn giao cho bác Tình ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vừa này bác vừa về cơ sở đặt hàng theo yêu cầu của bác là vừa này là cột siêu cong. Cột siêu cong, hàng này hàng liền, cột liền. Mai rùa liền. Mai rùa liền, Mỹ Trương cũng liền luôn. Rùa liền. Trương liền. Đoạn là lục lục Úc Lộc Thọ. Hàng này là hàng khuôn 4 ván 2. Khuôn 4 ván 2. Khuôn 4 ván 2, 2 phân. Rất dày dặn. Và chiếc ghế đơn là cũng là phú quý. Phú quý. Là mai rùa liền luôn, mai rùa liền, trương liền, bộ siêu cong. Bộ này là bộ cột 12 chân 14 này, các bạn chân 14 cơ sở đó, bộ này là bộ hai lượt cổ chỉ giả này, hai lượt cổ chỉ giả. Bàn là của nó là bàn 81 nhân 1m, 1m6. Đun kẹp là 45 nhân 81 phân. Đây đun kẹp. Bác tính cho chó ít ông nghĩ cái bộ ghế này, ba ơi. Nói chung là được rồi. Vâng. Đẹp rồi. Thay mặt cơ sở chúc bác quý gia đình nhà mình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt quá nhá. Cảm ơn nhá. Vâng, vâng, vâng. Bắt tay trò cậy. Cảm ơn bác nhá. Các quý khách nào thì nhanh tay lên đặt hàng theo số hotline 0988 685 và 625. Tôi lên chim ở đây nhé. Thích cái ông này tôi lại giới thiệu. Tắt tắt hỏi em. Duy thích không? Thử á. Có ạ. Ông bảo cái bình đi để sang nước uống. Nhiều chưa